Xin chào các huấn luyện viên FIFA 23. Hôm nay tôi sẽ mang tới cho các bạn thông tin về bản cập nhật đầu tháng 8. Chúng ta sẽ có 3 nội dung chính thay đổi ở phiên bản mới nhất. Đầu tiên là hệ thống Team Color cập nhật các thẻ cầu thủ mùa giải châu Âu và Nam Mỹ 2016. Với các thẻ mùa giải này, bạn sẽ có thêm 2 tùy chọn Team Color mới có tên EC và tên đội tuyển hoặc PES và tên đội tuyển. Bạn có thể thấy Team Color PES Đức yêu cầu 3-6 cầu thủ theo danh sách chúng tôi cập nhật ở trang chủ có mặt cho đội xuất phát sẽ được tăng 1 chỉ số chung, 2 điểm tăng tốc và 2 điểm sức mạnh. Tương tự, Team Color PES Tây Ban Nha được kích hoạt sẽ tăng 1 chỉ số chung, 2 điểm giữ bóng, 2 điểm chuyền ngắn cho 3-6 cầu thủ đáp ứng yêu cầu. Hay Team Color PES Pháp cộng 1 chỉ số chung, 2 điểm phản ứng, 2 điểm quyết đoán. Tổng cộng có 10 Team Color đặc biệt PES với đội tuyển quốc gia này. Nếu bạn sử dụng nhiều cầu thủ EC16 cùng quốc tịch thì có thể kích hoạt Team Color EC tuyển quốc gia để nhận hiệu ứng tăng chỉ số. Trong đội hình xuất phát có 6-11 cầu thủ EC16 cùng quốc tịch sẽ kích hoạt Team Color EC quốc gia. Các cầu thủ thỏa mãn điều kiện được tăng 1 chỉ số tổng quát. Những huấn luyện viên đam mê chiến thuật sẽ thỏa sức tung hoành hơn với chế độ đấu giả lập hoàn toàn mới. Vẫn là 10 tùy chọn phím tắt từ 0 đến 9 để bạn nhanh chóng thay đổi chiến thuật cho toàn đội. Nhưng giờ đây, các tùy chọn chi tiết có thể được thiết lập nhanh hơn, phong phú hơn. Giao diện trong trận đấu giả lập sẽ mang đến rất nhiều tùy chọn và chi tiết mới. Với những bạn muốn nhanh gọn, có tới 12 phím tắt để bạn nhanh chóng bấm vào, thay đổi lối chơi thật nhanh thay vì tùy chỉnh từng thông số nhỏ một. Ở trên màn hình chính, một mini map tái hiện diễn biến trận đấu giúp bạn có cái nhìn tổng quát hơn, từ đó thay đổi lối chơi hợp lý. Bên phải là hàng loạt thông số được cập nhật theo thời gian thực như thời gian sở hữu bóng, sút, chuyền, hướng tấn công, giúp các huấn luyện viên dễ dàng nắm bắt tình hình diễn biến trận đấu. Với những người chơi FIFA 23 chăm chỉ, hệ thống nhiệm vụ hàng ngày là công việc yêu thích của bạn. Lần cập nhật này sẽ đem lại sự mới mẻ. Bảng nhiệm vụ hàng ngày được thay mới bằng bảng nhiệm vụ hàng tuần. Các nhiệm vụ yêu cầu thực hiện nhiều công việc hơn, hoàn thành khối lượng lớn hơn, tất nhiên số điểm GP bạn thu về cũng lớn hơn nhiều. Các gói GP đều tăng giá, với lượng GP lớn hơn khi hoàn thành từng nhiệm vụ nhỏ, bạn vẫn có thể mua gói bạc, vàng, bạch kim khá dễ dàng. Tất nhiên, giá trị các phần thưởng bên trong các gói cũng tăng lên gấp nhiều lần. Chúc bạn may mắn mở được nhiều phần thưởng cao nhất từ các gói này. Cập nhật game và thưởng thức ngay phiên bản mới nhất của FIFA 23 Việt Nam ngay từ bây giờ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.